Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Vậy thì là phải trường đá. Trường đá thì nóng lạnh bao nhiêu phút hả bà? Hả? Nóng lạnh bao nhiêu phút? Có khi chừng phút là một phút xong lại đổi nóng ừ. 30 giây phút là đủ rồi. Mình sẽ tự làm này, chỉ nắm cái tay lại. Đúng rồi, xong rồi mình nắm 23 này, mình lấy cái ngón tay kia này, ngón tay cái này, ngón tay cái. Dây vào đây. Đau, 10 giây vào đây. Đau đó thì bây giờ hàng ngày chị sẽ tự làm. Chị tự làm, chị cứ dây đây nhé. Đó, dây đây để chị dây tiếp lên đây. Dây tiếp lên đây. Ok chưa? Chị tự dây cái chỗ đó đó. Chỗ này một vài lần. Rồi sau đó thì mình trường đá. Trong trường hợp của chị chắc chắn phải có trường đá thì mới đạt được. Cái này là lên trên. Cái pha này lên trên rồi đúng không? Rồi mình sẽ đem này. Cái này thì nó tiện lắm mọi người. Ngay cả cái lưng cũng thế. Đến cái qua cái xanh á, đến chớm cái vàng này chị dừng. Đây chị cầm cái bơm. Rồi ok. À, khi mình dùng cái sức chịu đựng của mình không có bị nguy hiểm tai nạn. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái ngưỡng để dừng rồi. Bài bắt đầu nó là sao? Đầu tiên là gì ạ? Việc đầu tiên là chúng ta sẽ bơm máu đầy đủ, nhớ dùng tôi là luôn luôn là bơm máu đầy đủ lên trên đầu. Sau đó chúng ta làm gì? Dây cái khe thần kinh giữa ngón 2 và ngón 3. Và sau khi mà chúng ta dây thần kinh ngón 2, ngón 3 xong thì ngay lập tức chúng ta hỏi bệnh nhân xem họ đã thấy có cảm nhận là khác gì không. Thì thường là khi chúng ta dây xong cái khe thần kinh và chúng ta dây đúng thì là họ nghe rất là nhẹ. Sau khi mà dây xong thần kinh ngón 2, 3 lúc này chúng ta sẽ bật ngũ bội và tam thính tay. Và vẫn như mọi khi, ngũ bội thì chúng ta bật mấy cái? Lần lượt từ ngón út 5 cái và 3 vòng. Rồi sau đó chúng ta bật tam tinh mọi người nhớ để úp cái bàn tay nha. Úp bàn tay nó dễ tìm và cái bàn tay đầu. Rồi chúng ta dây cái động tĩnh mạch dưới vai để đưa máu lên trên vai. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bóp cái khu vực thần kinh vai gáy nữa thì người ta nghe rất là nhẹ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.